Dạ, cái món xác Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị, rồi các chú trên lại kênh, rồi mình đến vườn mai của anh Tèo luôn. Những clip vừa qua thì cảm ơn cô chú đã ủng hộ ha, rồi clip mới chú anh chị bạn ơi, những mini nhỏ nhỏ như này, giá hữu nghị luôn, để quýt luôn. Rồi chào Phước ơi, rồi chào Linh ha, rồi, chào tất cả anh em đam mê mai vàng ha. Thì nay em có lên một cái clip giới thiệu anh chị chú mình hàng mini chơi Tết ha, nhưng hàng này hàng VIP nha anh chị chú, để khá đẹp ha. Đó. Thì toàn bộ hàng này là hàng đế bàn nha, nhưng mà đế rất là chuẩn luôn. Nụ thì bao anh chị cô chú mình luôn, nụ rất là nhiều, mập đẹp luôn ha. Thì không làm mất thời gian mình vô luôn cặp số 1 ha. Thì cặp này là có mã số là 31A nha. Thì em cũng thông báo cái cách thức bán hàng và ship hàng luôn ha. Thì tất cả các mặt hàng bên shop á, đều được bao phí ship toàn quốc nha anh chị cô chú. Cái thứ hai á, là mặt hàng khi em ship đi sẽ bỏ lại chậu ha, không ship chậu nha anh chị cô chú. Thì anh chị cô chú mình nhớ rất rõ nha. Rồi này vô mã số 31A ha. Rồi. Thì chiều cao của cây này là 60. Đó, khoảng là 50 đến 60 anh chị chú. Cái này là một cây cúc cam và một cây giảo thu đức ha. Để bếp đây. Đó. Cam, giảo thu đức. Rồi, mã số 31 ha A ha. Cặp này em giao lưu với anh chị chú mình là 450 bao với ship toàn quốc ha. Rồi, bếp tới cây luôn. Rồi, mã số 32A ha là một cặp giảo thu đức ha anh chị chú. Đó, cặp này thì nụ là khá là nhiều luôn ha. Cành nhánh thì cũng tương đối ok để đủ anh em mình hồi sức chơi Tết tổng đất ha. Đó. Cũ không? Cũ không à. Rồi mã số 32A ha, cặp này em giao lưu với anh chị chú mình là 400k bao phí ship toàn quốc. Rồi mã 33A nha. Thì anh chị chú mình đặt hàng nhớ nhắc đúng mã số để em gửi đúng hàng nha anh chị chú. Cặp này là mã 33A nha. Một cây giảo Thú Đức và cây giảo Phú Tân. Cũ thì anh chị chú yên tâm về cái lô mai này ha. Đó, cái này nè nguyên con gắn trình bệt nó nằm phất ở dưới này mà mâu lên cho lắm cái đế cho chú. Hay đế thêm ha. Rồi mã 33A ha, 500k bao phí ship toàn quốc. Rồi 34A nha anh chị chú, một cặp giảo Phú Tân nha, đế cũng VIP luôn ha. Đó. Tàn thì sang sát ha, được chỉnh sửa toàn bộ, về chỉ thay qua cái chậu này đẹp chút xíu là chơi ha. Đây nở quái luôn. Cao 55. Đây nở. Ngang 30 anh. Rồi. Đó. Cao 55, ngang 30. Rồi mã 34A ha, 500k bao phí ship toàn quốc. Rồi 35A nha, một cặp giảo Hố Nứt ha, nụ là siêu to khổng lồ luôn. Đó. Tàn. Tàn rất đẹp luôn ha. Đế thì khỏi nói, cái lô này thì đế hiện em mình yên tâm ha. Khá chuẩn ha. Đế cao 50. Đó, nhìn cái gì nụ ở tên này ha. Thật khủng khiếp luôn. Đó. 35A. Bông chùm không nghe chú. 500k bao phí ship toàn quốc. 36A ha. Rồi một cặp giảo Thủ Đức luôn nha anh chị chú. Thì chiều cao thì em cũng báo luôn ha, thì nó cao bình quân khoảng từ 50 đến 60 anh chị chú. Thì cây nào nó cũng vậy á, có những cây nó cũng nó rất là đều ha. Cao 50 nè, tán ngang 35 nè. Rồi mã 36A, đế cũng khá chuẩn luôn ha. Một cặp đế quái luôn. 36A, 450 bao phí ship toàn quốc. Rồi 37A ha. Lại một cặp giảo Hữu Đức, hai cái cũ nè, bự chảng luôn, nứt răng ha. Đó, vậy đây luôn. Nè ha. Đẹp không? Thì cặp này thì cao 60 ha. Đủ khó. Ngang khoảng 30. Cái rồi mã 37A, 450 bao phí ship toàn quốc ha. Rồi mã 38A nha anh chị chú. Thì cái này là gồm một cây giảo Phú Tân và một cây giảo Thủ Đức ha. Này là mã số 38. 38A rồi em xin lộn cây nha, em đổi cây lại nha anh chị chú. Bả 38A là một cặp giảo Thủ Đức nha. Thú nè. Chà, đổi cây xấu xuống đưa lên hai cây cũ nó đều quá tài luôn. Hai cũ thù lù luôn ha. 38A. Đủ bao la luôn. 450 bao phí ship toàn quốc. Rồi đổi giờ dài cái mình xây luôn. Rồi lên mã 39A ha anh chịu chú. Sửa lại, sửa lại. Rồi 39A ha. Thì hạn chế đi ngang camera nha. 39A ha. Số 39A. Cặp này thì phong cao ha. Cao là khoảng 60. Này là một cây giảo Phú Tân và một cây cúc mai. Dạ giảo Phú Tân thì nó nguyên một cái bệt đế nè, nó muối đây ha. Nó bị đóng gông nhìn không rõ anh em mình về khai thác thêm. Còn đây là một cái củ đặc ha. Do luôn. Rồi mã số 39A ha. 450 bao phí ship toàn quốc các chị chú ơi. Rồi tiếp theo. 40A. Chà. Hai củ này khá tương đối ha. Rất là đẹp luôn, củ rất là đạt luôn anh chị. Đạt. Thì cao 50 anh. Tán ngang 30. Rồi, cao 50 ngang 30. Rồi, mã số 40A nha. 450 bao phí ship toàn quốc, giá hữu nghị luôn. Rồi, tiếp theo mã số 41A. Chà, nguyên cái có cái củ này nó quá tời ha. Củ này đặc, củ đặc ha. Nhìn thú luôn. Dạ. Củ này quái với gắn. 41A, cao là 45, tán ngang là 30.
giá hữu nghị anh em mình chơi Tết luôn, chịu chú quay cặp này rất là đẹp ha. Rồi giao lưu 400k bao phí ship toàn quốc. Rồi mã số 42A ha, một cặp dán siêu nha anh chịu chú, siêu đế luôn ha, nụ bao luôn, nụ thì đặt cứng luôn nha. Thì cái lô này anh em mình chơi nụ là yên tâm nha, cái phần này là em bao nha, dám bảo đảm là nụ chuẩn đẹp ha. Rồi mã 42A ha, thì thông số của nó là chiều cao của cái cây này là 65, còn cây này thì nó 50 ha, thì nó cũng hơi sinh lệch cây ha. 42A cây này cặp em vô luôn chịu chú mình là 450 bao ship toàn quốc. Rồi chưa, để né né cho bàn ship cây đi hình túng camera. Mã số 43 rồi nha, để lấy lên đi. Rồi mã số 43 nhanh chịu chú, một cặp giáo Thủ Đức, cặp này là tàn rất là đều luôn á, cặp này tàn chuẩn nè, nụ rồi đế gì cũng khá hết, đặc nơm dạ. Cao 55, tán ngang của em đó là 30 ha, đó hai cũ ha. Rồi mã số 43A, một cặp giáo Thủ Đức ha, giao lưu chịu chú mình là 500k, 500k bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 44A, mã số 44A cái cặp này là một cây đại lộc và một cây cúc mai đó, cây này đại lộc anh nè. Dạ cây này thì gốc nguyên liệu ha, gốc phôi, gốc này quanh khoảng 11, còn cây này gốc quanh khoảng 6 ha, 56 là một cây, một cặp mã số 44A nha. Đó, một cây đại lộc và một cây cúc mai để em đo thông số cho anh chị cô chú mình tham khảo ha. Cao là khoảng 50 anh chị chú, tán ngang khoảng 25 30 ha. Rồi 400k bao ship toàn quốc ha. Rồi phép đỡ cái luôn. Rồi mã số cặp 45A nha. Này là mã 45A, hai cái cục đế rù nè ha, rất là tương đối luôn. Đúng cặp luôn, cái giống giống nhau. 45A thì cái lô này á là hàng mini, nếu mà hàng mini mà nụ cỡ này á là rất là chuẩn anh chị chú, là nụ như vậy là nó đạt nhiều luôn rồi nha. Chứ không phải ít nha. Dạ quá xá nụ luôn. Cao 50 anh. Tán ngang là khoảng 35. Rồi, đó. Cao 50 ngang 35. Rồi, mã số 45A, 450 bao phí ship toàn quốc. Rồi, 46A ha. Một cây mai giảo Thủ Đức và một cây mai giảo cam anh. Một đó, cây này cam. Là cây giảo cam. Cam. Cây bên đây là giảo Thủ Đức. Đế thì khá quái ha. Thì thông số của nó thì cũng cao khoảng 50. Đây, chiều cao là 55 luôn. Tán ngang là 30 ha. Để em quay một vòng lại cho anh chị cô chú mình tham khảo. Cái hàng cúc ca, cây giảo cam nè, anh chị mình chưa có thì cũng đáng sưu tầm chơi ha. Nó nở một cái bông màu cam sậm rất là chuẩn nha anh chị chú. Bông thì 82 cánh, 3-4 ngày mới gất cánh ha, rất là chuẩn luôn. Mã 46 này là 450 bao phí ship toàn quốc ha. Rồi, tiếp theo mã số 47. Rồi, mã số 47 nha anh chị cô chú. Này là gồm một cây giảo cam ha, với một cây giảo Thủ Đức. Đó, đặc biệt cây giảo cam, cái cây này là nó nguyên một cái con gắn bự chà bá luôn. Đó. Rồi, mã 47 nha. Luôn. Đây thì đế quặng quặng luôn. Rồi 500k bao phí ship toàn quốc ha. Thì cây nó chiều cao cũng khoảng 55 anh chịu chú. Rồi 500k mã số 47. A. À. Rồi 48A. Rồi 48A em cũng nhắc lại luôn ha, anh chị cô chú mình đặt hàng á nhớ nhắc là 48A là phải nói rõ là 48A ha. Tại vì nhà vườn á em lên một lần rất là nhiều video thì cũng có những cái video clip á là chỉ có số 47 không, nó không có A, cho nên anh chị mình nhớ nhắc kỹ. Rồi, cặp đó là 47A là mình phải nhắc 47A để tránh nhầm lẫn giao không đúng hàng rồi. Mắc công anh em mình tả hàng lại buồn phiền nhau ha anh chị cô chú. Thì em cũng nói tước luôn. Nụ chùm luôn. Nụ khủng luôn. Rồi cặp này là 48A nha, giả Thủ Đức ha. Hai cái củ đặc bự chảng luôn ha. Nụ bao la luôn chị. Thì chiều cao của nó của cặp này tương đối nó khoảng 55 anh chị cô chú. Tán ngang thì tầm khoảng 30 ha. Rồi 48A 500k em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi 49A. Một cây dán tực và một cây dán siêu ha. Này, cặp này thì đều giả Thủ Đức hết ha. Giá rẻ cho anh chị chú mình về chơi Tết để bàn luôn ha. Cao 65, ngang khoảng 30 ha. Rồi 400k bao phí ship toàn quốc ha. Mã số 49A. Mã 50A nha anh chị chú. Số 50A. Cặp giả Thủ Đức, cặp này tàn khá chuẩn nha. Thì củ đế thì nói chung cũng cục bự hết. Yên tâm cái mặt hàng của cái lô mai này. Mỗi cây, mỗi đế, mỗi kiểu khác nhau, rất là nét luôn. Nụ thì rất là nhiều luôn. Đặt khách hàng. Rồi mã số 50A nha anh chị cô chú. Cao 57, tán ngang 30 ha. Đó, 50A, 500k, bao ship toàn quốc anh chị cô chú. Rồi nó khách luôn. Rồi mã 51A ha, lại là một cặp giảo Thủ Đức ha. Cặp này thì đế quái, cặp này thì lùng ha. Đó, cặp này thì nó thử chiều cao ha, nó là 45 anh chị cô chú, tán ngang khoảng 30 ha, rất là lùng lực. Nhưng mà nụ đặc biệt. Đó, đặc biệt thì đặc nhưng mà đặc biệt cái lô này nụ là rất khủng.
cái mấy cái mặt hàng này nè anh chị cô chú mình về thay vô cái chậu mỹ nghệ nhỏ nhỏ đó, Tết mình để hai cây hai bên bàn ha, hay là trước cửa rồi á, nó nở bông mình chơi Tết rất là đẹp nha. Đúng rồi, mã số 51 a cho lô chịu chú mình là 450, em bông với ship toàn quốc luôn. Rồi cái này là mã số 52A ha. Rồi, đó. Số 52A. Hai một cái củ như xù hết nha. Đuôi. Này cái có bỏ hai cái giò luôn ha. Đó. Cũng là 52A là một cặp giỏ Thủ Đức nha anh chị cô chú. Sư tử con. Cao là 60. Khá là đẹp. Cái cặp đế nè. Dạ. 450 bao với ship toàn quốc. Rồi 53A, cặp giỏ Thủ Đức. Chà, cặp 12 củ đế bự dữ à. Củ bự. Cái này củ bự. Củ bằng chó luôn. Nụ bao la nè. Nụ thì thôi khủng khiếp luôn á. Thì cái nói cái lô mai này là em dám khẳng định là bao nụ anh chị cô chú mình luôn á. Nó rất là dày đặc luôn. Hàng mini nếu mà nụ cỡ này là kêu bằng dữ lắm luôn rồi. Cao 55. Rồi chắc nhau luôn. Ngang 30 anh. 53A ha. Đây quay một vòng. 500k bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi đã cặp luôn. Rồi mã 54A ha. Lại một cặp giỏ Thủ Đức luôn. Cặp này thì phong nó hơi cao hơn. Đế thì khỏi bàn. Lô này cây nào cũng đẹp hết. Cục không. Cục cục. Cao 50. Tán ngang là 30 ha. Đó. Mã 54A ha. 450 bao phí ship toàn quốc. Rồi 55A là một cây giảo Phú Tân. Đó, cây bên tay trái em là giảo Phú Tân ha. Còn máy bên phải là cây giảo Phú Đức. Thì tất cả các mặt hàng khi ship đi á, thì những cái cặp mai mà có giống khác nhau á, em sẽ đều là ghi tên giống lên thân cây hết cho anh chị cô chú mình về để phân biệt mình chơi hoặc là mình lấy bo cho nó chuẩn ha. Cao là 55. Tán ngang là 35. Đó. 55A 400k bao phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 56A ha. Đó. Một cặp giả Hữu Đức siêu nụ luôn. Quá siêu nụ luôn. Rất nụ rất là nhiều nha anh chị cô chú. Chuẩn lắm. Cũ. Cao là 50. Cũ nôm đã. Tán ngang là 35 ha. Đó, một cặp giả Hữu Đức đây. Khá là đẹp luôn. Thật tình mà nói mà cầm một cặp mai như vậy á, cái giá trị như vậy mà bao cái ship tận nhà anh em mình chơi Tết nó rất là rẻ ha. Nó so với cái giá chợ qua đó nó rẻ hơn rất là nhiều luôn. Với cái lô mai mà để đẹp như vậy. Đẹp. Mã số 56A ha, 450 bao ship toàn quốc. Chợ rồi mã 57A ha. Cũng là một cặp giỏ Thủ Đức luôn nha anh chị cô chú. Rồi, 56 luôn. Chiều cao em nó là 53. Tán ngang là khoảng 30 ha. Đó. Rồi. Đủ. 57A, 400k bao ship toàn quốc. Rồi 58A ha, cặp dáng siêu ha. Thì mấy cái này thì về phối với hột xài nè, chữ nhật đồ nè. Thì cây được xử lý đế rất là đẹp rồi, về mình cứ chơi thôi. Đó, hàng mini mà anh chị cô chú xem nụ nè. Đó. Kinh khủng chưa? Đó, anh quay cái ngọn nè. Nhiều hơn lá. Nụ quá trời nụ luôn ha. Đó. Ủa trời bá luôn. Chiều cao em nó là khoảng 55 nha anh chị cô chú. Tán ngang thì khoảng 30 ha. Đó. Này là mã số 58A. 450 bao phí ship toàn quốc. Rồi mã 59A ha. Rồi mã 59A. Đó. Rất là đẹp luôn, duyên dáng ha, lùng lực quan sai luôn. Đo thông số chiều cao cho anh chị của chú mình xem luôn. Ủa. Cao là 55 anh. Tán ngang là khoảng 30 ha. Đó. 59A. 450 bao phí ship toàn quốc. Rồi mã số 60A. Trời ơi cái cũ. Mã số 60A này là con là số 60A nè ha, một cái trái bí khủng nè. Bí khủng. Ở đây một cái bệt nè ha. Còn cây trái bí này là cây giảo Thủ Đức ha. Còn cây bên đây là cây giảo cam. Đó. Cây giảo cam. Cây này là mã số 60A ha anh chị chú. Cái hàng này đế về chơi đã lắm anh chị chú ơi, rất đẹp luôn. Trời đế. Cũ. Cao là 60 anh. Tán ngang là khoảng 30 ha. Rồi, rồi cặp em giao lưu anh chị mình là 450 bao ship toàn quốc ha. Rồi mã số 61A. Rồi này cặp này là cũng là cặp cuối clip đó nha anh chị chú. Thì nói chung á, vườn em số lượng còn cũng khá là nhiều á. Thì cũng do quay một cái clip nè, thời gian quay nó cũng có hạn thôi. Nếu mà quay dài quá thì anh chị cô chú mình xem cũng không hết ha. Thì cũng quay cũng như đây là xem như những cặp hàng mẫu đi. Thì anh chị mình có muốn mua số lượng lớn về bán Tết á, hay là tổng đất, thì cứ liên hệ số điện thoại của chú vườn có để trên phần tiêu đề ha. Cao là 55 anh. Rồi cao 55. Ngang là 40. Đó anh nhìn nụ nè. Đó. Bông trồng rất nhiều bạn. Dạ. Rồi cặp này em giao lưu là 500k bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi em cũng xin kết thúc video đây luôn ha anh chị cô chú. Rồi em cũng cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã ủng hộ những video trước của em á. Thì em vẫn mong á, thì những video này thì anh chị cô chú mình cũng ủng hộ tiếp em nha. Thì bảo đảm nụ đẹp ha. Hàng thì giao đúng cây đúng như hình ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị cô chú ha.
Rồi, cảm ơn Phương chia sẻ, rồi cảm ơn cô chú bạn đang xem em. Cặp nhãn cái cặp nào liên hệ trực tiếp với chủ vườn anh Tèo. Có số điện thoại tiêu đề. Có đầy đủ ha. Rồi xin chào luôn cô chú chị các bạn ơi.